Đề Nông các bác ơi. Một con âm ly giải mã của Đề Nông. Con âm ly này rất quen thuộc với cửa hàng tôi. Có mã là AVC1500, giá chuẩn 3 triệu Việt Nam đồng. Hình thức còn tương đối đẹp luôn. Có nghĩa tổng thể con âm ly này nó đẹp. Mặc dù nó có vài vết xước sát một tí thì không tránh khỏi, nhưng tổng thể của nó còn quá luẩn luôn. Đó, anh em hãy nhìn mặt tiền này. Đó, nó đồng đều nha. Nó không phải là dạng đẹp, siêu đẹp, nhưng nó lại rất đồng đều. Đó. Và quan trọng là hay và bãi zin, hay trong tầm tiền, âm ly số giải mã. Cái nắp tre này, anh em hãy cảm nhận nắp tre này. Đó. $3 triệu là giá của sản phẩm này, giá tại cửa hàng tôi, không bao ship anh em nhé. Các bác có thể đến tận nơi, địa chỉ như trên tấm biển màu đỏ này, hoặc ở xa đặt cọc tiền, cửa hàng tôi sẽ gửi cho các bác hàng bãi zin tuyệt đối luôn, bảo hành về chất lượng cho anh em test 2 tuần. Lỗi sản phẩm cửa hàng tôi sẵn sàng đổi hoặc là bảo hành cho anh em. Tất nhiên với điều kiện anh em phải sử dụng đúng cách, cắm đúng nguồn điện, không làm chập chạm dây loa. Không làm chập chạm dây loa tua rua ở đây, hoặc là mở quá to cháy. Âm ly này đánh 2 đôi loa AB cộng B, ngoài ra còn có loa phụ, loa surround, xúc điện, loa center, loa lời. Tại sao? Bởi vì nó là dòng âm ly đời cao, nó có nhiều tính năng. Còn khi nghe nhạc bình thường, nhạc tiếng, anh em chỉ cần dùng loa A hoặc loa B. Đó, A cộng B. 175 7081. Con này lắp ráp và sản xuất tại Hàn Quốc, Đề Nông của Nhật. Đây là đường vào quang và analog rất nhiều. Tổng thể con âm ly này phải nói là nó rất là đồng đều nhau. AVC 1500, con này nó chạy tầm 10 con xò than. Mời các bác nghe to rõ càng hơn. Nếu đánh cả 2 đôi anh em bấm sáng cả AB đấy nha. Còn đây là các đường vào âm thanh, tôi đang chạy vào đường CD analog hiện đây. Nếu muốn chuyển sang hệ quang của analog, anh em bấm vào chữ này input mode. Đó. Tone defeat thì để mức off. Đó. Và sẽ chỉnh bass treble ở đây, cộng trừ đây. Đó. Tăng giảm đây. Bass cũng như vậy. Đó, tap. Rất dễ sử dụng. Anh em hãy nhìn kỹ lại mặt tiền một chút. Rồi lại mất nhau, vòng tay em vui với ai hay trong trốn lề, xin tình tan vỡ. Mất em rồi, anh biết tên nơi nào, hạnh phúc vỡ chia đôi đường. Đường em đi mãi cách xa con đường của đôi loa này để các bác nghe nhạc thừa sức nha, thừa sức luôn. Với đôi loa bass 35 to như này, đây là căn cứ để anh em có thể so sánh vào những đôi loa các bác đang có để có thể sử dụng. Và bên này với tôi hay đẹp trong tầm tiền, hay đẹp trong tầm tiền, nhiều tính năng, có giải mã. Với các bác thì các bác có thể có quyền lựa chọn. Đó. Nó quá xuất sắc. Tôi sẽ chuyển sang đường quang này. Đường quang thì hình như là đang cắm vào. Đây tôi lại phải dò. Tôi sẽ bấm vào DVD này. Đấy, đấy nó chạy luôn này. Nó hiện chữ digital này. Đó. Nghĩa là quang nó nằm ở nút DVD. Và một lúc sau nó hiện optical là mình sẽ biết nó là đường quang.
ngoài và cả trong đều đẹp xuất sắc luôn. Nguồn đẹp, sò đẹp. Đó. Kín sò bám vào cái tản nhiệt bức tường thép kia. Tầm 10 con sò than anh em nhá. Zin tuyệt đối đến các bác luôn. Zin tuyệt đối. Lô ly này tôi nhập về chỉ có lau chùi là bán cho các bác thôi. Nó là lô âm ly cực tốt luôn. Trong lô thì cũng thỉnh thoảng mất một vài con, nó tháo mất linh kiện thì là vứt thôi. Thế còn những con đăng lên cho các bác này chỉ có lau chùi là phệt rồi, là lên sóng. Những bom ly số giải mã như này các bác cắm trực tiếp nhạc trên mạng qua đường quang từ tivi thông minh hoặc các đầu giải mã, đầu kỹ thuật số thì nghe nhạc nó sẽ tròn, nó sẽ trong, nó sẽ rõ, nó sẽ không bị mất chất lượng về âm thanh. Đó là cái hay của những bom ly số giải mã này. Đánh loa chính A, B, A cộng B. Đó. 7081 175, oan 100V. Nó thừa sức để cân loa bass 35 như tôi đang đấu các bác nha. Tất nhiên trong tầm tiền này nó cũng chỉ hay ở trong tầm tiền này hoặc hơn một chút. Nhưng mình không thể so sánh với những bom ly chẳng chục triệu được. Đánh khỏe hay và có thể ghép vang và hát karaoke với bom ly này. Với những đôi loa xịn của Mỹ, của Nhật anh em nhé. Và loa karaoke của Nhiệm Mật Mỹ của Nhật hoặc là loa nghe nhạc chính hãng. Tôi sẽ chuyển lại về đường analog này. Đây đang chạy đường quang ở DVD digital đây. Chuyển sang analog này. Anh biết yêu hơn, niềm hạnh phúc mãi đến dịu em. Cảm ơn em vì đã cho anh một tình thể chiến đa thể loại nhạc vào bom ly này, nhạc vàng, nhạc liên khúc, nhạc có tiếng bass mạnh như anh em đang nghe. Con bom ly này quá vừa tiền, tầm giá 3 triệu so với độ đẹp cũng như là độ chất của sản phẩm. Hàng bãi zin tuyệt đối đến các bác, bảo hành test 2 tuần, lỗi sản phẩm đổi. Tất nhiên do lỗi sản phẩm anh em nhé, không bao cháy nổ các bác, cắm nhầm điện hoặc là chập chạm dây loa. Và khi mở nắp ra các bác nên tắt nguồn điện, mở nắp tre ra thì nó sẽ bền thiết bị. Nắp tre đây, có đây. Đó. Phải nói là cái nắp tre của con này nó quá mượt luôn. Thường thì nó vẫn có vết xước hoặc là móp, nhưng con này quá hoàn hảo cái nắp. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Xin chào. Suốt ngày khen các bác nhỉ. Cái đây chỉ vụ khen. Nó đẹp, nó hay mà không khen thì mới là lạ.